Diễn biến tuần thất. Tuần thất diễn ra trong 7 ngày hoặc 3 ngày là nửa tuần thất, từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy. Ngày thứ nhất bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Thời gian 15 tiếng đồng hồ này là thời gian khá dài so với ngày thường. Bạn sẽ không sinh hoạt như trước mà phải sinh hoạt theo một thời khóa hoàn toàn khác. Thức dậy lúc 6 giờ, bạn làm vệ sinh cá nhân xong, thắp nhang cầu nguyện trước bàn thờ tổ tiên hoặc bàn thờ Phật rồi khấn cầu xin chư Phật, tổ tiên hộ trì cho con hoàn thành viên mãn tuần thất. Xá và lạy bốn lạy, nếu tôn giáo khác thì làm theo nghi thức của tôn giáo mình. Tiếp theo, phần nghi thức, bạn phải bắt đầu tập đầy đủ 4 tư thế và 10 động tác khí công. Mỗi động tác 10 hơi thở, cố gắng tập từ từ và đúng cách. Trong suốt thời gian tập luyện từ 30 phút đến 60 phút, bạn chỉ chú tâm vào việc luyện tập, không nên nghĩ ngợi hay làm bất cứ việc gì khác. Tập thở đúng cách và đầy đủ thì năng lượng khí trời, chất bổ dưỡng và hơi nước mới được cơ thể hấp thụ tốt nhất. Nhờ đó bạn sẽ không cảm thấy đói và khát nước. Tập xong có thể đi kinh hành, vừa đi vừa hít thở sâu và nhẹ nhàng. Hai tay cử động thoải mái để cơ thể động và máu huyết lưu thông. Bạn nên dành cho lần tập đầu tiên này từ 30 phút đến 90 phút thì bạn sẽ cảm thấy khỏe khoắn, lại không đói khát. Nếu bạn vẫn cảm thấy đói, tức là bạn tập chưa đủ, năng lượng thay thế chưa đủ, bạn nên chịu khó tập thở, đừng bao giờ nghĩ đến việc ăn và uống bình thường như trước. Xong thời gian tập, bạn vào phòng riêng để đọc sách hoặc nghỉ ngơi, tránh nói chuyện, tiếp xúc để năng lượng không bị tiêu hao. Bạn cũng có thể suy nghiệm về một vấn đề nào đó, nhưng không nên động não nhiều. Bạn cũng có thể ngủ một giấc để bồi bổ thể chất và hệ thần kinh. Đến 11 giờ hoặc 12 giờ, tức là giờ cơm trưa quen thuộc, bạn sẽ nhớ đến ăn và cảm thấy đói, thèm ăn. Bạn lại tiếp tục lần tập thứ hai để thay cho bữa cơm trưa. Lần này bạn cũng làm như lần đầu. Tập xong, bạn cũng vào phòng nghỉ ngơi, đọc sách hoặc ngủ một giấc cho cơ thể thoải mái, tinh thần được yên ổn. Đến 5 hoặc 6 giờ chiều, tức là giờ cơm chiều, bạn lại nhớ đến ăn và lại cảm thấy đói, thèm ăn. Để thay thế bữa ăn chiều, bạn lại tiếp tục vận khí lần thứ 3. Sau đó bạn nên tắm rửa sạch sẽ, vào phòng nghỉ ngơi, đọc sách và nên đi ngủ sớm, chậm nhất là 9 giờ tối. Bạn không nên thức khuya. Giấc ngủ đầy đủ sẽ giúp bạn bảo toàn được nội lực và năng lượng của cơ thể và giúp bạn không cần ăn uống mà vẫn khỏe mạnh bình thường. Từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối của mỗi ngày thứ nhất của tuần thất là ngày khó khăn nhất. Vượt qua được ngày này, bạn sẽ bước sang ngày thứ 2 và thứ 3 v.v. một cách dễ dàng hơn. Nếu bạn chỉ nhập nửa thất thì đến sáng ngày thứ 4 bạn sẽ làm thủ tục ra thất, còn nhập thất 7 ngày thì đến ngày thứ 8 bạn mới làm thủ tục ra thất. Thủ tục ra thất chúng tôi sẽ nói đến sau. Trở lại ngày thứ 2 của tuần thất. Ngày thứ 2 được tính từ 6 giờ sáng cho đến 9 giờ tối như ngày đầu. Bạn cũng luyện tập như ngày đầu, cũng sinh hoạt như ngày đầu, vì bạn đã quen dần nên không thấy đói và cũng không thấy khát nước. Tuy nhiên, nếu cơ thể bạn cảm thấy yếu hay uể oải do lý do nào đó, ví dụ do bạn vốn đã sẵn yếu hoặc kém sức khỏe, cơ thể cần nước thì bạn có thể uống nước hoặc dùng vài ba muỗng cà phê đường cát với nước chanh tươi nặn vào đường sền sệt. Mỗi ngày bạn có thể dùng một lần hoặc nhiều lần, nhưng tối đa chỉ nên hai lần. Nếu bạn dùng chanh, đường nhiều thì kết quả nhập thất sẽ giảm, cơ thể sẽ ngưng tự phân để làm việc tiêu hóa. Trường hợp bị bệnh tiểu đường hoặc thấp, trường hợp bị bệnh tiểu đường loại thấp thì phải hết sức thận trọng trong thời gian nhập thất. Kinh nghiệm cho chúng tôi thấy là hễ trải qua được 2 ngày thì sẽ trải qua được 7 ngày hay lâu hơn. Chúng tôi đã chỉ dẫn cho nhiều người, tất cả đều thành công. Vấn đề là ý chí và nghị lực.
và tuân thủ đúng những điều chỉ dẫn. Đừng để vi phạm bất cứ điều cấm kỵ nào, ví dụ như lười luyện tập không đúng và quá ít, làm hao phí năng lượng một cách vô ích như nói chuyện, tiếp xúc với nhiều người, giải quyết sinh lý trong thời gian nhập thất. Do thận được tẩy rửa, nghỉ ngơi nên hoạt động cường tráng hơn, dễ cảm thấy có nhu cầu sinh lý trong thời gian nhập thất. Nếu cần thiết, chúng ta sắp xếp thời gian và sẽ nhập thất lần thứ 2 và thứ 3, nhưng mỗi lần cũng chỉ nên dừng lại ở giới hạn 7 ngày là tốt nhất. Chúng tôi biết rõ có một số người nhập thất tức 49 ngày liên tục mà vẫn sống bình thường, khỏe mạnh. Mỗi năm ít nhất nhập một lần 7 ngày là đủ bảo toàn sức khỏe, nhưng nếu muốn kéo dài tuổi thọ thì phải nhập thất thường xuyên hơn. Đến sáng ngày thứ 8, lúc 6 giờ sáng, bạn thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong, bạn làm thủ tục ra thất. Thủ tục có các phần như sau: đốt 3 cây nhang để lạy tạ tổ tiên, chư Phật đã trợ duyên cho mình hoàn thành viên mãn tuần thất, vận khí xong như các ngày nhập thất hoặc phân nửa thời gian cũng được. Xong bạn tắm rửa sạch sẽ rồi uống nước gạo lứt rang, sau đó ăn cháo loãng thêm một ngày. Bạn không nên ăn cơm hoặc thức ăn khó tiêu trong ngày đầu ra thất. Kể từ ngày thứ 2 trở đi, bạn có thể ăn bình thường. Nhưng ăn bình thường không có nghĩa là ăn như cũ, mà phải thay đổi cách ăn uống để cơ thể quân bình âm dương. Nhưng nhớ là chỉ ăn vừa đủ no, uống vừa đã khát, đừng bao giờ ăn uống quá nhu cầu của dạ dày. Và bạn nên nhớ là sau 7 ngày không ăn uống, dạ dày của bạn đã thay đổi thể tích, nhỏ lại, nên bạn không nên ăn uống quá nhiều, quá no. Sau khi ăn nếu thấy khó tiêu thì bạn vận động phần bụng, bạn sẽ tiêu hóa được dễ dàng. Ngoài ra, sau tuần nhập thất, bạn cũng nên làm mạnh tỳ vị bằng vài vị thuốc bắc như đẳng sâm, cam thảo, bạch truật, phục linh, mỗi thứ 20 gram. Nếu thường ăn khó tiêu hoặc lạnh bụng thì thêm 3 gram gừng khô. Các vị thuốc này sắc với 3 chén nước, còn 8 phân, uống vài 3 lần. Bạn nên dùng toa thuốc bổ tỳ này một tuần lễ sau tuần thất để sức khỏe dồi dào, ăn ngủ được tốt, hồi phục cân lượng bị mất trong tuần thất. Điều quan trọng là bạn nên giữ cân lượng ở mức khỏe mạnh bình thường, chứ không bao giờ nên để cho cơ thể tăng trọng, mập phì. Trọng lượng thường dễ tăng cao sau tuần thất vì cơ thể hấp thu tốt hơn, nên phải ăn uống đúng cách trừ khi cần tăng trọng. Sau một tuần thất, bạn trở thành một người hoàn toàn mới. Bạn chủ động về ăn uống, bạn ăn uống rất dễ dàng, vì thế chứng mập phì sẽ không thể đến với bạn. Còn nếu bạn đã mập phì thì nay bạn đã giảm cân và tiếp tục giảm cân để phục hồi sức khỏe hoàn toàn. Phải để lùi bệnh tật mập phì thì bạn mới sống lâu và sống khỏe mạnh được. Nhập thất là diệu pháp để trị bệnh mập phì và ngăn chặn bệnh mập phì. Mà ngăn chặn được bệnh mập phì thì tức là ngăn chặn được các bệnh nan y khác do tăng trọng gây ra. Tóm lại, qua được một tuần thất, tức là bạn đã trang bị cho đời bạn một hành trang, một thứ vũ khí tự vệ vô cùng hữu ích. Đó là chưa kể những lợi ích khác đã nói đến trong các mục trước. Nhưng mục đích tối cao của Tiên Thiên Khí Công không dừng lại ở đây. Đến đây chỉ mới hoàn thành phần thể chất mà thôi, còn phần tâm linh nữa. Con người không phải chỉ có thân mà còn có cả tâm. Thân chỉ là phương tiện, tâm mới là mục đích. Và sự sống của tâm mới phong phú và mới khác với muôn loài vạn vật. Thank you.